Trên công trường thi công dự án cầu Bạch Đằng và nút giao cuối tuyến, vượt qua thời tiết giá rét, không khí thi công vẫn được duy trì cả ngày lẫn đêm, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 cũng như đảm bảo tiến độ công trình. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự vào đêm qua. Hiện tại tôi đang có mặt tại công trường thi công dự án cầu Bạch Đằng đường dẫn và nút giao cuối tuyến. Đến thời điểm này đã gần nửa đêm, thời tiết giá rét và có mưa tương đối lớn, song các cán bộ công nhân thi công của công trường vẫn đều nỗ lực miệt mài để đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án. Hiện các nhà thầu đang tập trung thi công hạng mục cọc khoan nhồi, trong đó ưu tiên 38 cọc khoan nhồi tại các trụ T28, T29 và T30. Đây là 3 trụ của nhịp cầu chính, có ý nghĩa quyết định đối với việc đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án. Để đảm bảo kế hoạch đến cuối tháng 4 năm 2016, hoàn thành được 38 cọc khoan nhồi của 3 trụ chính này, các nhà thầu đã huy động thêm máy móc nhân lực thi công, làm việc 3 ca liên tục, kể cả trong những ngày mưa rét. Hiện trung bình trong 4 ngày, các nhà thầu hoàn thành được một cọc khoan nhồi sâu 60m, đường kính 2m, sử dụng các dây chuyền giàn khoan hiện đại nhất hiện nay. Trên công trường thì cũng khoảng gần 200 công nhân để mà đáp ứng cái tiến độ này, mặc dù là các anh thấy hiện tại là cái thời tiết nó cũng không thuận lợi. Thời điểm thấp nhất thì hiện là ở đây khoảng 2 độ C, nhưng mà chúng tôi cũng vẫn duy trì cái lực lượng anh em công nhân động viên để mà làm 3 ca để mà cho đáp ứng cái tiến độ của dự án. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, công tác đảm bảo an toàn lao động cũng được các nhà thầu đặt lên hàng đầu. Hiện nay nhà thầu là thi công ở tất cả các mũi ở 8 gói thầu ấy, là đã huy động đầy đủ máy móc thiết bị nhân lực và đáp ứng là tiến độ là 24/24. Về công tác an toàn lao động ấy thì là hiện giờ là vẫn đảm bảo. Còn tiến độ thì là hiện giờ đang đáp ứng theo tiến độ tổng thể của các nhà thầu đệ trình và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. Thế còn công tác chất lượng thì vẫn trong tầm kiểm soát của anh em tư vấn giám sát. Thế mọi thứ là hiện giờ đang là rất là tốt. Theo chỉ đạo gần đây nhất của Bộ Giao thông Vận tải về tiến độ cầu Bạch Đằng đường dẫn và nút giao cuối tuyến, thì đến cuối tháng 12 năm 2016, các nhà thầu phải hoàn thiện hạng mục đường dẫn cầu Bạch Đằng trước kế hoạch ban đầu 3 tháng. Nút giao cuối tuyến phía Hải Phòng phải hoàn thành trong cuối tháng 3 năm 2017 và tổng thể dự án cầu Bạch Đằng sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6 năm 2017. Để hoàn thành được kế hoạch này, chủ đầu tư của dự án là công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng cũng đã yêu cầu các nhà thầu phải có kế hoạch cụ thể và đồng bộ trong quá trình triển khai thi công. Riêng các gói thầu thi công 3 trụ của nhịp cầu chính sẽ thi công gần như thông Tết Nguyên đán. Chúng tôi kiểm soát tiến độ theo hàng tuần và cũng đã đạt được một cái kết quả rất là khả quan. Theo cái chỉ đạo của Bộ Giao thông và yêu cầu từ Ủy ban nhân dân tỉnh, chúng tôi duy trì lực lượng tiếp tục thi công trong những ngày Tết. Nhưng mà có cái ưu tiên cho lực lượng thi công ngay giữa cầu chính thì được nghỉ Tết, ăn Tết tại chỗ trong vòng ngày 29 Tết, mùng 1, mùng 2 và mùng 3 là tập trung lại để làm lại một cách bình thường. Dự án đầu tư xây dựng cầu Bạch Đằng đường dẫn và nút giao cuối tuyến có chiều dài 5,41 km, rộng 25m, được thiết kế 4 làn xe. Điểm đầu kết nối với đường cao tốc nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng, điểm cuối kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.